Hôm nay Nấu Ăn Cùng Lan xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món cá trê kho nghệ. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn nấu ăn cùng Lan nhé. Nguyên liệu chúng ta hôm nay gồm có nửa ký cá trê làm sạch, 200g thịt ba rọi, một ít hành tỏi ớt băm nhuyễn, một ít nghệ băm nhuyễn. Gia vị gồm có dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt và hạt tiêu. Bây giờ mình tiến hành mình đi ướp cá cho thấm gia vị nha các bạn. Mình cho một ít hành tỏi ớt băm nhuyễn vào đây, chừa lại một ít, cho hết củ nghệ này giải nhuyễn mà nghệ này nghệ tươi nha các bạn. Cho vào 2 muỗng nước mắm. Nửa muỗng tiêu. Nửa muỗng bột ngọt. Nửa muỗng đường cát. Và mình trộn đều hỗn hợp này lên cho cá thấm gia vị. Mình để khoảng 20 phút cho cá thấm đều gia vị, mình kho cho nó ngon. Cá trê này mình mua về mình đã rửa sạch xẻ hết rồi nha. Rồi bây giờ mình để cho thấm gia vị 20 phút. Sau khi ướp cá được khoảng 20 phút rồi các bạn, bây giờ mình tiến hành mình đi kho cá. Trước khi kho cá mình xào sơ cái thịt ba rọi của mình đi cho nó săn lại. Rồi chút mình bỏ vô cá cho nó ngon. Mình cho vào cái nồi một ít dầu ăn. Mình cho hết thịt ba rọi sắc rất nhiều vào. Mình xào sơ cho nó săn lại. Thứ nhất mình xào vào cho thịt nó săn, thứ hai nó ra bớt cái mỡ này nè. Rồi mình đi phi hành, phi tỏi kho cá cho nó ngon. Thịt của mình cũng đã săn lại rồi nè các bạn. Mình tắt bếp nha. Mình vớt thịt này ra, chút mình bỏ vào sau. Bây giờ tiếp theo mình cho hành tỏi ớt phần còn lại lúc nãy nè, băm nhuyễn vào, mình đi kho cá. Thêm lên cho nó vàng. Hành tỏi của mình cũng đã vàng rồi nè. Bây giờ mình cho hết cái phần cá ướp 20 phút này nè vào. Cho nó săn lại. Mình cứ trở lại cá lần nữa nha các bạn, cho thấm đều cái nước mắm cái gia vị này vô nè. Mình khoan cho nước vào đó nha. Cá nó thấm lại một lần nữa nè.
Rồi tiếp theo á, mình cho hết thịt ba rọi mình xào lúc nãy rồi. Rồi bây giờ á, mình cho vào nửa chén nước sôi. Nước sôi nha các bạn. Mình kho chung với thịt ba rọi này nè, cái thịt mỡ của ba rọi nó ra nó thấm vào miếng cá cũng ngon, mà miếng thịt ba rọi của mình nó cũng ngon nữa các bạn. Và mình nhỏ lửa, mình riu riu thôi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình trở cá lại một lần nữa nha các bạn. Mình chảy nhẹ nhẹ thôi để nó nát cái miếng cá của mình. Kho nghệ, cái màu nghệ nó vàng rất là đẹp, vàng ươm luôn. Cá kho nghệ hấp dẫn quá các bạn ơi. Bây giờ nồi cá mình cũng đã kẹt nước rồi nè. Bây giờ mình cho vào đây một ít hành lá xúc nhuyễn nha. Và một ít tiêu. Rồi mình tắt bếp. Vậy là món cá trê kho nghệ của mình đã xong. Chúc các bạn ngon miệng. Các bạn yêu mến Lan, bấm đăng ký kênh để ủng hộ Lan, để Lan có động lực làm tiếp những video tiếp theo gửi đến quý vị và các bạn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau. Xin cảm ơn.